PAON. Xin chào các bạn, chào mừng đã quay lại với channel của mình. Mình nhớ là cách đây 6 tháng trước, là hơn thế nữa, thì mình có chơi một game là tên là BN. Và đây là một game tiếp theo và còn vượt qua cả cái PIEN của tác giả. Mình cũng không hiểu là rốt cuộc là tại sao lại là PAON. PAON thì hình như là tiếng của voi kêu thì phải. Thôi được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào thử nhé. Nhưng mà mình nhớ là cái trò PIEN đó hình như là cũng rất là đáng sợ rồi. Mình cũng đã bị hù. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào thử nhé. Xem là đây có bị hù giống như lần trước nữa không. PN là mặt khóc thì mình biết rồi, nhưng mà PAON là tiếng voi kêu thì nó sẽ như thế nào đây? Có biểu cảm đó sao? Ôi, lần này chúng ta có cảm giác như là đang ở trong một cái nhà máy thí nghiệm nào đó đúng không ta? Ngoài di chuyển và gọi là xoay khuôn mặt ra thì mình không còn cái gì khác cả. Ôi, có người kìa. Push work là gì? Push work là gì đó? Rồi để chúng ta vào thử cái khu đó nhé. Có người thì mình phải đi kiếm con người thử xem. Đây rồi các bạn ơi, đây là lần trước cái con BN không chạy được hả? Không chạy không làm gì được cả. Ôi, máy tính nhìn nó rất là thật. Ở đây là có một cái bạn hợp đồng gì đó cho BN đi ba. Rồi mình thấy bên kia có cộng vào hay sao ấy, nhưng mà chỗ này có mở cửa ra được hay không vậy? Không mở được. Chỗ này cũng không mở được luôn. Có khi nào mình bỏ sót cái gì đó trong cái phòng này không? Nếu mà không thì có nghĩa là cái chỗ này chứ là cái chỗ mình vào. Và kia khá là tối. Không còn nút nào khác cơ. Nhớ lúc trước là có cái nút gì mà để chiếu nữa mà. 300 đến 310. Cái gì đó? Hết cả hồn, mình đang đứng đây mình không biết gì cả. Mình đang thử cái có leo lên được cái này không. Rồi lại phải nhặt cái đèn pin này lên nữa. Cứu với. Làm sao để giặt cái pin đi? Phải đến gần vào bấm nút E mới được à. Tại vì các bạn không. Gì thế? Wow. Nói chung là cái bầu không khí nó tạo ra khá là đáng sợ chứ mọi người, là cái con. Người là cái con PAON nó sẽ không đáng sợ như vậy đâu. Đấy là cái chỗ lần trước mà. Cứu. Không, chữ này chữ mua rì rồi. Mua rì tức là không cứu được rồi. Đây là gì đấy? Cái cửa này không mở được à? Đợi chút nhớ mình thử nhặt cái... khoan nữa. Nhặt luôn rồi. Mình đang tính đợi thêm một tí nữa hẳn nhặt. Có con gì ở chơi không đây? Mình phải đứng ngay trước cái màn hình này để cho nó hoạt động mà. Hồi nãy mình cũng đứng trước cái màn hình đó và nó mới như vậy. Hồi đã, cái phòng này là phòng gì đây? Có phải là cái chỗ này dẫn ra phòng đó không ta? Tại vì mình thấy là ở trong nó khá là giống này. Ở đây có... Nhìn phía sau đi. Tại sao không? Bên trong là PIEN gì đó. Rồi lại phải tìm kiếm những cái kia nữa à. Làm sao mình quên mất tiêu rồi. Mình đã xài khá nhiều pin. Cái này là làm gì tao quên mất tiêu rồi. Chiếu đèn pin vào cái PIEN. Nhưng mà mình quên là không có những cái nút nào rồi ta. Pin cũng sắp hết rồi. Không có mở cửa ra được ấy. PIEN. Sao đây, quên mất tiêu rồi. Thì còn hết pin rồi. À cái này à. À đây. Wow, cái con nó xuất hiện rồi. Ủa có khi nào phải đi hướng này không? À lại nữa. Wow. Rồi tiếp với các bạn. Chuẩn bị có con voi. Ra là vậy, có con voi ở trên ao. Rồi chuẩn bị tiếp nhá. Mình được di chuyển à. Người này bị dốt ở chỗ này để chúng ta có thể quan sát được mấy cái con ở đây, chúng ta sẽ xem nó nhảy cái gì nha. Lần trước mình nhớ là mình cũng có coi nó nhảy như này. Vậy là mấy cái con mặt BN này thôi. Wow. Tại sao ở trên đây lại có những cái màu đỏ chứ? Mình nhìn thấy những cái ông này vẫn rất là bình thường cơ mà. Hãy chú ý đến cái chân của bạn. Biết rồi, có cái này là cái này chỉ cần bấm vào là được thôi. Rồi, xóa cái này là ok. Mình có thể đi vòng vòng được rồi. Yeah. Có pin hay là gì không? Giải cứu được mấy ông ở này không? Không giải cứu được. Nhiều thế. Ôi, PAON kìa, con voi. Rồi mình lại phải tiếp tục cái nhiệm vụ là xóa đi những cái đó rồi. Quá chơi sao được ông, mới vừa vào đã thấy rồi. Nhanh quá, mới vừa vào à. Hình như là mình đã có cái hệ miễn dịch lần trước rồi, cho nên là mới vào mình sẽ không sợ như lần trước đâu. Nhưng mà khi mà mình đã gần gọi chiến thắng được thì mình chắc là mình sẽ sợ lắm. Rồi kết thúc rồi. Cái gì thế? Nó có kỹ năng xịn quá. Các bạn ơi, cái game này không chạy được. Nó có thể phát hiện ra mình ở bất kỳ nơi đâu à. Vậy thì đúng là lần này khó thật. Các bạn ơi, không đùa đâu. Cái gì mà sao không cho chạy? Tại sao không cho chạy? No! Nó kêu cái tiếng gì thế? Wow, chạy được rồi. Ghê thật. Hiếp ở chỗ là cái game này không chạy được các bạn ơi. Đồ, tại sao chúng ta lại có duyên đến như vậy chứ? Rồi, chạy được chưa? Wow. No. Nói chung là cái không khí đáng sợ quá. Gì thế? Sao con này, cái chỗ này chật lắm hay sao ấy, mà mình cứ gặp nó hoài à. Ok, chị thấy rồi. Nữa. Nhạc thì hay thật đấy. Mình chẳng hiểu được cảm giác của con voi như thế nào khi nó kêu lên như vậy. Bạn là như là về cảm giác mà muốn kêu lên tiếng của con voi sao ấy. Chả biết là nó có đang đi theo mình hay không. Rồi nhạc đeo bám lâu thế. Mình thấy rất là nhiều nhá, nhưng mà chẳng biết nó ở đâu cả. Rồi chúng ta sẽ xóa luôn cái này. Còn 3 cái thôi. Đô. Nó nói cái gì thế? Cái này chắc chắn là sử dụng bit để bẻ giọng này. Có khi nào là đây là giọng của tác giả không, nếu mà liên tưởng như vậy ấy khá là buồn cười đấy. Ủa ở đâu thế? Mình nhớ là ở đây thì vậy. Còn một cái nữa thôi. Hướng này, hướng này, hướng này. Ah! No! No! Còn một cái nữa thôi. Mình cứ... Bây giờ mình đã biết là có thể chạy thoát khỏi nó rồi. Rồi. Ôi. Mình chắc chắn là nó không đơn giản như vậy đâu. Các bạn vẫn còn thêm một màn nữa. À, nhiều hơn thế nữa. Cái tướng đứng như thế này. Có khi nào mình cũng là một trong những cái người mà mặc trang phục giống như vậy không ta? À, vâng, tất nhiên là như thế đó. Mình vẫn không thể nào hiểu được ý nghĩa thật sự của cái game này là như thế nào. Beyond the BN. Mình nghĩ là đây chính là cái tên bài hát này. Cái tên bài hát khi mà dịch qua tiếng Anh. Rồi, tất nhiên là như vậy rồi. Mình cần phải thu thập 5 cái. Mình nghĩ là thu thập xong mình sẽ phải tiêu diệt cái con đó. À, bảo đảm là nó sẽ rất là kinh dị ở chỗ này. Wow, nhìn kìa các bạn. Khá là kinh. Biết ngay thế nào cũng vậy mà. Và kỳ này nó chạy rất là nhanh nhé. Chúng ta sẽ không thể nào chạy được đâu, cho nên là gặp tụi nó, gặp đó là hết đời. Vậy 5 cái lại càng khó tìm. Chứ thế là mình cần phải biết chỗ của mấy cái đó ở đâu ấy đã. Ở đâu thế? Rồi mình biết là chúng ta cần phải tiêu diệt cái gì rồi. Nếu mà mình vẫn tưởng là cái cũ thì là sai rồi. À! Ở đây tốc độ của nó, tốc độ nó nhanh lắm luôn. Mấy cái game này làm ngu thế không biết. Đã nói lần trước rồi là cái con này chạy nhanh quá, nhưng mà vẫn không chịu thu. Mình biết là làm cho sợ thì đúng rồi, nhưng mà hai cái đó nó khác nhau. Sợ với lại không thể nào chạy thoát là nó khác nhau. Nói chung là cái sợ này nó không đến từ cái con kia nó kinh dị, mà nó đến từ cái việc là con đó chạy nhanh. Mình thấy nó hơi khác một tí. Nếu mà mình xóa đi những cái dấu này khiến cho nó yếu đi thì đúng là khác nhá. Ok, nó đã đuổi kịp mình rồi. Chứ mình nghĩ là nếu mình chạy đường vòng á thì có lẽ là nó sẽ không đuổi kịp. Uầy, chỉ còn một cái thôi con có. Ở đâu thế? Mình không biết là cái cuối ở đâu nữa. Chắc đó chỉ ở gần đây thôi. Nghĩa là mình chưa xóa ở chỗ này thì phải. Có phải chỗ này? Đùa. Nhanh lên người ơi. Chúng ta từng tìm cái cuối cùng. Không có trong phòng đó. Mình có cảm giác như tốc độ di chuyển của thanh niên này nhanh lắm. Cái là do số lượt xóa đi những cái này. Cái cuối cùng đây rồi. Tiêu diệt được hết chưa? Tiêu diệt 17 con à. Oh shit. Đủ pin không đây? Không biết có đủ pin hay không, nhưng mà lần này khá là thú vị khi mà mình chỉ cần tiêu diệt mấy con này thôi. Chạy đâu đấy? Tự đi. Tự. Quay đã. Nó kêu là BN coi khẩu bòn đúng không? Rồi, mình đã hiểu ý nghĩa của cái game này rồi. À nhưng mà mình vẫn không hiểu nghĩa. Kết quả là vẫn không hiểu các bạn ơi. Rốt cuộc là cái game này anh muốn nói điều gì? Đây là mình, các bạn có thể nhìn thấy là những thanh niên này đang gọi là tạo biệt cái con BN kia. Và cái từ PAON này giống như là tiếng rống lên vậy. Kiểu như là khi mà buồn á thì chỉ cần la hét lên để mà vượt qua cái nỗi buồn đó. Chắc là cái game có ý nghĩa như vậy thôi, nhưng mà nói chung là nó vẫn hơi nông. Không nhìn rõ mặt được. Tại sao đây đúng cái hướng mặt trời? Chúng ta hãy đá được những cái này. Chắc là chỉ có như vậy thôi. Chúng ta sẽ phải gọi là PAON để vượt qua hết tất cả những cái nỗi phiền muộn trong thế giới này. Cái đoạn cuối cùng, cái đoạn mà đánh vỡ hết những cái con đó, mình nghĩ chắc chắn là theo ý nghĩa đó thôi. Thử đi lại cái con voi đó xem chứ. Nhưng mà không nhất thiết phải là con voi chứ nhỉ. Rồi. Có cả cái ATM mà. Có cả con thú bầu mà dạng mà BN này luôn các bạn ơi. Chắc là cũng sắp sửa ra con PAON rồi đúng không? À lần này mà biết cách chơi rồi thì nó đơn giản hơn rất là nhiều so với lại lần đầu thôi. À và nó sẽ không có màn nào khác. Vậy là nó chỉ có hai màn giống như là PIEN luôn thôi. Nhưng mà nói chung là cũng khá là thú vị. Và mình thấy là game này mình còn dễ hiểu được cái ý nghĩa của nó hơn lần trước. Nhưng mà không biết có hiểu đúng hay không thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà các bạn thích video thì hãy cho mình một like, đăng ký tất cả các bạn nữa. Đừng quên lúc khi chuông để được chuyện không bỏ với nhé tới mình. Nếu mà tác giả này còn ra được game nào mới nữa thì mình sẽ chơi thử tiếp nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.